Cậu ta sao có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của mình được? Chị Thoa ơi! Chị Thoa! Chào cậu. Chào chị. Buổi sáng tốt lành. Cảm ơn cậu. Mời cậu ngồi. Dạ. Ẩm thực ở resort này cũng có tiếng lắm. Tôi không thích ra ngoài nên mời cậu dùng bữa sáng ở đây nha. Cậu có thấy bất tiện không? Dạ không đâu. Thỉnh thoảng thay đổi môi trường cũng thú vị lắm mà. Đúng vậy. Đó là lý do tại sao tôi thích làm việc với người trẻ tuổi. Tuổi trẻ phóng khoáng, không độc đoán giống như ông già. Để tôi gọi thức ăn. Mình vừa ăn vừa nói chuyện ở đây nha. Dạ. Trước giờ tôi không có quen làm ăn. Bây giờ tôi muốn thử thời vận, cho nên tôi quyết định đầu tư vào một trong những công ty đình đám nhất tại Việt Nam. Tôi đã tìm hiểu sơ bộ và chọn ra hai nơi. Đó là công ty Phát Đạt và Thành Công, để mà so sánh. Dạ, tôi sẽ gửi những tài liệu cần thiết đến để chị tìm hiểu thêm về Phát Đạt. Nếu như chị tin tưởng đầu tư vào Phát Đạt, tôi nhất định sẽ không để chị phải thất vọng đâu. Mời cậu tới dùng bữa sáng với tôi. Chắc cậu cũng biết tôi đã hơi nghiêng về phía Phát Đạt. Tuy nhiên, cũng còn tùy vào thái độ hợp tác của cậu. Chắc cậu cũng biết hiện nay có rất nhiều công ty đang săn đón tôi. Đặc biệt là chàng giám đốc đẹp trai của Thành Công. Dạ, tôi biết. Hợp tác với tôi, cậu chỉ toàn được lợi, đúng không? Xin phép chị, tôi chợt nhớ có cuộc họp ở công ty, cho nên tôi phải về liền. Xem ra cậu không muốn hợp tác với tôi rồi. Phát Đạt luôn mong muốn được hợp tác với chị. Hiện nay ở lĩnh vực này, chọn đầu tư vào Phát Đạt là lựa chọn tốt nhất cho chị. Tôi sẽ gửi tài liệu đến cho chị ngay vào chiều nay. Chào chị. Alo. Tôi đây, cậu Kim hả? Dạ đúng rồi. Ơi.
Cậu phải đôn đốc cho nhanh vào. Ngày nào giấy trắng mực đen còn chưa được ký kết là ngày đó còn chưa chắc chắn. Lời hứa gió bay mà, không tin tưởng được. Alo, chào chị. Là tôi đây. Chị đã xem kỹ các bản kế hoạch bên tôi gửi chứ? Tôi xem rồi. Tôi rất hài lòng về những kế hoạch, chiến lược mà Phát Đạt đề ra. Tôi chỉ do dự một điều thôi. Dạ, là điều gì xin chị cứ cho biết. Bên chúng tôi sẽ cố gắng điều chỉnh để cho chị được hài lòng nhất. Có thật là bên cậu sẽ điều chỉnh sao? À, đúng rồi. Nếu được vậy thì tốt quá rồi. Nếu hài lòng, tôi nhất định sẽ đầu tư cho Phát Đạt. Cậu biết rồi đó, số tiền tôi đầu tư không ít mà, đúng không? Nhưng có một thứ tôi không hài lòng. Dạ, có điều gì không hài lòng? Xin chị cho tôi biết. Điều tôi không hài lòng chính là thái độ hợp tác của cậu. Cậu hiểu chứ? Chắc là chị có hiểu lầm gì rồi. Tôi lúc nào cũng muốn được hợp tác làm ăn với chị cả. Muốn tôi không hiểu lầm nữa thì đích thân cậu phải đến gặp tôi. 10 giờ đêm nay đến chỗ tôi. Chúng ta sẽ bàn bạc vấn đề đầu tư cho tới sáng. Ok. Tôi chờ cậu. Chị ạ. Tôi nói có sai đâu. Làm sao cậu có thể vượt qua được sự cám dỗ của tôi? Của số tiền mà tôi bỏ ra.